Mụn cám là gì? Cách trị mụn cám tận gốc tại nhà. Độ tuổi từ 14 đến 20 tuổi rất dễ bị mụn cám. Nhiều bạn cảm thấy tự ti, xấu hổ khi bị mụn cám, nhất là các bạn nữ. Vậy hãy cùng mình tìm hiểu mụn cám là gì và cách trị mụn cám hiệu quả tại nhà nhé. Mụn cám là gì? Mụn cám, còn gọi là mụn đầu trắng, là những nốt nhỏ li ti với kích cỡ bằng đầu đinh ghim trên da mặt. Mụn thường mang màu trắng đục, vàng hoặc ngà đen. Mụn cám là thể nhẹ hơn của mụn trứng cá. Dù không mang các triệu chứng sưng tấy như mụn trứng cá, nhưng mụn cám lại rất hay xuất hiện, lan rộng và gây khó chịu khá nhiều. Da mặt có mụn cám phần lớn sẽ bị sạm màu, sần sùi và mất đi sự mềm mại. Quả thực đây là một điều không mấy dễ chịu tí nào và cần phải loại bỏ chúng càng sớm càng tốt. Mụn cám thường mọc nhiều nhất trên mặt, ngoài ra còn có ở lưng, ngực, vai. Mỗi vị trí trên mặt có thể báo hiệu những vấn đề của cơ thể mà bạn cần phải khắc phục ngay. Một mụn cám ở má, hệ thống tiêu hóa, ruột đang bị rối loạn, khả năng bài tiết chất độc của ruột kém hoặc phổi có vấn đề. Hai mụn cám ở trán, là biểu hiện nóng trong người, tâm hỏa thịnh, vận chuyển máu trong cơ thể kém khiến cơ thể tích nhiều độc tố. Ba mụn cám ở mũi, dạ dày, nội tạng bị nóng hoặc buồng trứng, hệ sinh sản gặp vấn đề. Bốn mụn cám ở cằm, buồng trứng, tử cung, hệ sinh sản đang cần được quan tâm nhiều hơn. Nguyên nhân gây mụn cám. Vệ sinh da mặt không sạch sẽ, tẩy trang không kỹ, chỉ dùng nước sạch để rửa mặt không đủ để loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa khiến da bí bách, cặn bẩn tích tụ ở nang lông sẽ gây mụn ẩn. Rối loạn nội tiết tố, hormone sinh dục thay đổi sẽ kích thích tuyến nhờn hoạt động mạnh, bã nhờn cũng phát triển quá mức gây bít tắc lỗ chân lông. Chế độ ăn uống, sinh hoạt không điều độ, ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ, thức quá khuya và ngủ không đủ giấc khiến hormone trong cơ thể bị rối loạn và sẽ dẫn đến kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ. Lạm dụng mỹ phẩm, sử dụng thường xuyên mỹ phẩm chứa cồn, không phù hợp với làn da của mình có thể khiến cho da bị bào mòn, ngày càng mỏng đi, lỗ chân lông giãn to khiến cho vi khuẩn có cơ hội xâm nhập vào dễ dàng hơn để gây mụn. Nguyên nhân khác, căng thẳng, xì chết kéo dài, do di truyền hoặc thói quen uống ít nước. Có nên lột mụn cám tại nhà không? Chính vì gây nên tình trạng da sần sùi, thô ráp khi chạm vào nên rất nhiều người lựa chọn cách lột mụn cám bằng những miếng lột mụn hoặc bằng gel tại nhà. Tuy nhiên bất cứ một tác động nào lên da cũng có thể khiến cho tình trạng mụn trở nên nặng hơn và ảnh hưởng đến da mặt, lột mụn cám cũng không phải ngoại lệ. Việc lột mụn tại nhà có thể dẫn đến một số vấn đề. Khiến da bị tổn thương, lực tác động quá mạnh khiến da dễ bị chảy xước, thậm chí là để lại sẹo. Da bị kích ứng, một số thành phần trong miếng lột mụn hay gel lột mụn có thể khiến da bị ngứa và đỏ, lửa kéo miếng lột mụn cũng tác động mạnh lên bề mặt da gây đau rát. Lỗ chân lông bị giãn nở. Việc lột mụn diễn ra thường xuyên khiến lỗ chân lông ngày càng to ra, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và khiến làn da kém sắc đi nhiều. Viêm da, vi khuẩn tích tụ ở tay hay bề mặt miếng lột mụn bám vào da gây viêm nhiễm, khiến tình trạng có thể phát triển thành mụn viêm và nặng hơn. Chính vì vậy, khi muốn xử lý mụn cám hiệu quả, bạn cần tìm đến những phương pháp an toàn và hiệu quả lâu dài hơn. Vậy đâu là cách trị mụn cám tốt nhất hiện nay? Cách điều trị mụn cám tận gốc tại nhà. Mật ong và chanh. Mật ong chứa hàm lượng vitamin dồi dào và mang đến khả năng dưỡng ẩm da tự nhiên tuyệt vời. Khi kết hợp mật ong cùng với các axit amino trong thành phần sẽ tạo nên một hỗn hợp giúp kháng khuẩn và chữa lành vùng da tổn thương do mụn cám. Hơn nữa, mật ong là nguồn nguyên liệu dễ tìm với giá cả phải chăng nên được nhiều bạn nữ ưa chuộng khi điều trị mụn cám tại nhà. Cách thực hiện. Vắt nước cốt chanh từ 1/2 quả chanh tươi. Cho một muỗng cà phê mật ong nguyên chất vào và trộn đều. Bôi đều hỗn hợp lên mặt. Sau 15 phút, rửa lại mặt bằng nước sạch và dùng khăn mềm để lau mặt. Lưu ý, chỉ nên sử dụng hỗn hợp mật ong và chanh để trị mụn cám tối đa 2 lần một tuần để bảo vệ da khỏi tính axit của chanh. Baking soda. Bột baking soda là một nguyên liệu quen thuộc và được dùng phổ biến rộng rãi khi điều trị mụn cám. Mang đặc điểm hóa học của muối lưỡng tính, baking soda giúp làm sạch bề mặt da, lỗ chân lông, tăng khả năng kháng khuẩn và làm mờ vết thâm. Da mặt bạn sẽ trở nên sạch sáng và mịn màng sau khi sử dụng baking soda. Cách thực hiện. Trộn đều và kỹ 2 muỗng cà phê bột baking soda và 1 muỗng cà phê nước đến khi thành hỗn hợp đặc sệt và sánh mịn. Rửa sạch mặt, lau khô bằng khăn mềm và thoa hỗn hợp lên mặt. Vừa thoa vừa massage thư giãn da mặt trong 5 phút. Sau 10 phút, rửa lại mặt bằng nước ấm và dùng toner để cân bằng độ pH. Lưu ý, nên áp dụng mỗi tuần 1 lần để phát huy hiệu quả điều trị mụn cám tốt nhất. Đừng làm dụng baking soda quá nhiều vì nó có thể gây khô da. Chanh và đường.
Chanh là loại quả có hàm lượng vitamin C cao và chứa các axit có khả năng kháng khuẩn, chống viêm. Vì thế, chanh có thể giúp bạn loại bỏ mụn hiệu quả, đặc biệt là mụn cám. Bên cạnh đó, đường là một nguyên liệu tẩy tế bào chết cực kỳ tốt cho da. Sự kết hợp giữa đường với chanh sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời, làm sạch da mà vẫn mang lại cảm giác dịu nhẹ. Cách thực hiện: cắt 1/2 quả chanh tươi thành những lát mỏng và trộn với 3 thìa đường kính. Đắp các lát chanh trực tiếp lên những vùng da bị mụn cám. Sau 15 phút, rửa sạch mặt với nước ấm. Lưu ý, thực hiện phương pháp trị mụn cám bằng chanh và đường tối đa 2 lần một tuần để có hiệu quả tốt nhất cho da. Sử dụng mạ sờ lột mụn. Mạ sờ lột mụn cám hay còn gọi là mặt nạ lột mụn cám cũng là phương pháp điều trị đơn giản và tiện lợi. Sử dụng mạ sờ lột mụn giúp tiết kiệm được thời gian, tiền bạc mà vẫn mang lại hiệu quả tốt và an toàn cho da. Các bạn nữ khi chọn lựa mặt nạ lột mụn cám nên chú ý đến thành phần mặt nạ, thương hiệu sản xuất và đừng quên xem qua các đánh giá review từ những khách hàng đã sử dụng sản phẩm. Hãy chọn loại mặt nạ mang dưỡng chất và có nhiều thành phần chiết xuất từ thiên nhiên để tránh tình trạng kích ứng và đảm bảo an toàn cho da. Ngoài ra, thương hiệu cũng không kém phần quan trọng để đảm bảo chất lượng loại mạ sờ lột mụn bạn chọn. Sử dụng TTZEOIL, tì trì hoa, tinh dầu trang trà cũng là một lựa chọn điều trị mụn cám nhờ khả năng kháng khuẩn và chống viêm. Tinh dầu tràng trà ti trì hoa được chiết xuất từ lá tràng trà mẹ lấy lở cả ở chân núi Kenya và trải qua quá trình trưng cất tinh khiết bằng hơi nước trong 12 tiếng. Ti trì hoa giúp thanh lọc làn da mạnh mẽ và mang lại công dụng trị mụn nhanh chóng và rõ rệt, nhất là với làn da dầu mụn. Khi sử dụng ti trì hoa để điều trị mụn cám, các bạn nữ nhớ chú ý xem kỹ hướng dẫn sử dụng nhé. Vì có những loại tinh dầu tràng trà đã pha loãng có thể dùng trực tiếp trên da nhưng lại có tinh chất ti trì hoa nguyên chất cần được pha với sữa rửa mặt hoặc tổn ở trước khi dùng. Trên đây là những kiến thức về mụn cám mà mình muốn chia sẻ tới cho các bạn. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp đủ kiến thức về mụn cám và giúp bạn chọn lựa phương pháp trị mụn cám hiệu quả. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn đang gặp phải vấn đề và cần mình trả lời nhé.